Rồi em chào tất cả anh chị mình đang xem nha. Mọi người xem like mình chấm bà Gem với anh chị nha. Chia sẻ bà Gem với ạ. Em lên đây là một tác phẩm Song Ngư Vườn Ngọc anh chị nha. Chất liệu bằng gỗ hương Gia Lai, hàng bao chuẩn liền khối cho em mọi người nhé. Hàng bao chuẩn liền khối luôn anh chị này. Xem like mình chia sẻ bà Gem với ạ. Bức Song Ngư Vườn Ngọc chất liệu bằng gỗ hương anh chị nha. Chiều cao là 63. Cao 63 và rộng like cho em là 40 anh chị mình ơi, rất là đẹp luôn nha. Đó, Song Ngư Vườn Ngọc gỗ hương Gia Lai. Cái này với giá là 3.700.000 bên em bao phí ship vận chuyển mọi người nhé. 3.700.000 mình chốt Song Ngư để lại là bình Gem là có đơn anh chị mình nha. Rất là đẹp luôn này. Hàng liền cố cho em mọi người nhé. Chấm bà Gem với và cho em xin một lời bình cả nhà mình ơi. Chia sẻ bà Gem với nhé. Phía sau em lên hai một cái mô hình xe anh chị nha. Mô hình xe đây của em là có hai kích thước luôn mọi người nha. Đó có hai kích thước này. Mô hình xe đây, chiếc nhỏ đây là chiếc trung anh chị nha. Đó chiều dài cho em là 32 và chiều cao là 18. Giá là 450.000 bên em bao phí ship vận chuyển anh chị nhá. 450.000 mình chốt cho em cái mô hình xe để lại là bình Gem là có đơn nha. Chia sẻ bà Gem với chị nha. Anh chị mình cho em xin âm thanh ánh sáng có ok không cả nhà mình ơi. Đó, rất là đẹp luôn này. Đây là mô hình xe chung cho em mọi người nhá. Đây là xe chung. Chào bác Nhung Phan. Còn xe phía sau là xe lớn anh chị nha. Xe chung giá là 450.000 bên em bao phí ship. Còn xe lớn đây là giá là 700.000 anh chị nhá. 700.000 mình chốt xe. Mình để lại là bình Gem với này. Xe mẫu xe chung đây anh chị nha. Giá là 700.000 em bao phí ship vận chuyển. Để lại là bình Gem là có đơn anh chị nha. Chia sẻ bà Gem với ạ. Chào bác Triệu Gia đang xem. Em có đây là hai mẫu lọ tăm anh chị nha. Đó. Màu trắng đây là giác này. Giác hai màu rất là đẹp luôn chị nha. Giá là 220.000 một cái. 220.000 một cái. Đó, một cái lọ tăm anh chị nha. Mình lấy lọ nào cũng được cho em nha. 220.000 một cái. Rất là đẹp luôn chị này. Đó, gỗ cẩm cho em nha. Lọ tăm gỗ cẩm này. Giác lõi hai màu rất là đẹp luôn. Mình chốt cho em lọ tăm cẩm cộng số điện thoại Gem với nhá. Chia sẻ bà Gem với anh chị mình ơi. Chốt lọ tăm gỗ cẩm này. Rồi em đây anh chị mình, đây là cái bình khoe gỗ trắc. Gỗ trắc đỏ đen mọi người nhá. Bình phay gỗ trắc anh chị nha. Bình nghệ thuật anh chị này. Đó, gỗ trắc đỏ đen anh chị nha. Hả? Chưa. Cái nào chưa bán cầm. Rồi để lại là bình Gem với anh chị mình này. Bình phay gỗ trắc đây anh chị nha. Để lại là bình Gem là có đơn cả nhà mình ơi. Mình chốt cho em cái bình phay gỗ trắc. Thức thức đâu nhỉ? Thức. Hôm nay đó bắt đầu ngoài đường cởi. Ngoài. Rồi bình phay gỗ trắc đây nha. Chiếc này là cao 52 cho em. Cao 52 cả nhà mình nha. Cao 52 và rộng cho em là 16. Một chiếc bình phay nghệ thuật chất liệu bằng gỗ trắc anh chị nhá. Gỗ trắc đen đỏ đen anh chị này. Đó, chiếc này giá là 1.300.000 em bao phí ship. 1.300.000 anh chị nha, gỗ trắc này. Đó. 1.300.000 mình chốt bình phay nghệ thuật gỗ trắc để lại là bình Gem là có đơn nha. Xem like mình chia sẻ bà Gem với ạ. Chốt cho em bình phay gỗ trắc cộng số điện thoại Gem với nhá. Đây anh chị mình này. Em chào anh Văn Lê. Hổ thì em chốt rồi anh ơi, ông Hổ em chốt rồi nha anh Văn Lê nha. Rồi em chốt rồi anh Văn Lê nha. Rồi em lên đây là bức Song Ngư Vườn Ngọc chất liệu bằng gỗ hương Gia Lai chị nha. Song Ngư Vườn Ngọc gỗ hương Gia Lai. Ủa sao mạng kém đấy trời. Có phải mạng kém không anh? Mạng kém có phải không?